Liên quan đến vụ tai nạn giao thông xe ô tô đâm nhiều người và phương tiện rồi bỏ chạy, Công an thị trấn Tây Yên Tử, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang đã phối hợp với Công an huyện Sơn Động bắt giữ tài xế ô tô gây tai nạn. Tài xế điều khiển xe ô tô biển kiểm soát 98A38068 đâm liên tiếp vào hai phương tiện làm 3 người bị thương, được xác định là Hà Huy Điệp, trú tại huyện Sơn Động. Trước đó vào khoảng 14 giờ chiều ngày hôm qua 12 tháng 12, trên đường tỉnh 293 đoạn qua thị trấn Tây Yên Tử, huyện Sơn Động, xảy ra một vụ tai nạn giao thông giữa một ô tô và một xe đạp khiến 3 người bị thương. Đáng chú ý là sau khi lấn làn đường và gây ra tai nạn, tài xế xe ô tô đã điều khiển phương tiện bỏ chạy khỏi hiện trường. Tại cơ quan công an, tài xế Hà Huy Điệp được kiểm tra nồng độ cồn và phát hiện vi phạm ở mức 0,872mg trên 1 lít khí thở. Hiện vụ việc đã được bàn giao cho Công an huyện Sơn Động để tiếp tục điều tra, làm rõ các tình tiết trong vụ tai nạn và tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật.